Chào hai em nhá. Thì em đến từ đâu? Đấy còn em họ luôn đúng không? Sao em lại biết anh? Hai vợ chồng ấy. TikTok đúng không? Thì hai vợ chồng thì cũng có trước thì cũng có bảo với anh là cho hai vợ chồng đi làm cùng nhau đúng không? Thì xếp chung một chỗ thì hôm nay thì anh cũng có tìm được công việc cho em là làm linh kiện điện tử. Đấy thì lương tháng bọn em phải vợ chồng tăng ca thì lương mỗi người phải hơn 10 triệu một tháng. Đấy 10-13 triệu một tháng. Thì bên đó thì họ sẽ bao ăn hai bữa. Buổi trưa buổi tối đúng không em? Đúng rồi. Đấy buổi trưa buổi tối. Và tháng đầu tiên thì họ sẽ hỗ trợ phòng trọ cho vợ chồng. Và sau khi mà vợ chồng sang tháng thứ hai mà làm có tiền rồi đấy thì vợ chồng sẽ tự bỏ tiền ra để thuê phòng trọ cho mình. Thì phòng trọ cái đấy thì nó chỉ tầm khoảng 600.000 đến 700.000, 800.000 một tháng thôi. Thì với cái mức lương mà vợ chồng thu vào từ 10 đến 13 triệu một tháng thì cái số tiền bỏ ra để thuê trọ thì nó quá là đơn giản với vợ chồng rồi. Thì bây giờ thì anh cũng tìm được việc cho hai vợ chồng ấy thì hai vợ chồng cố gắng vui vẻ nhận việc nhá. Và xuống đấy thì chắc chắn là sẽ chờ người ta phỏng vấn xong thì bắt đầu là mới đi làm. Đấy thì anh phải nói là như thế, chúng đấy chắc chắn là sẽ được đi làm thôi nhưng thời gian người ta sẽ phỏng vấn. Thì bây giờ anh chúc mừng hai đứa nhá, đi làm vui vẻ được chưa? Ok em nhá. Thì xin chào mọi người ạ. Hai vợ chồng thì biết mình có TikTok thì hôm nay hai vợ chồng đến đây gặp mình thì mình cũng có tìm cho hai vợ chồng được công việc lắp ráp linh kiện điện tử. Đấy thì hiện tại mà những bạn nào mà chưa có việc hay là đang thất nghiệp thì cứ liên hệ em ở kênh đi làm luôn nhá. Bên em rất là nhiều việc đấy ạ. Xin chào mọi người, bye bye. Hai vợ chồng đi làm vui vẻ nhá. Bye bye.